mùa hoa về rồi, muốn hoa sinh con hái dâng mẹ. Mùa hoa về rồi, muốn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa hồng rực rỡ bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng, nghe hồn trào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình. Hoa về rồi, muôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa Huệ tỏa ngát bên thánh nhan, hoa đồng thạo dâng không sắc hương, nhưng đẹp tình yêu thiết tha xin dâng lên mẹ.
đầy hoa trắng con tiến dâng lên mẹ, màu hoa thanh khiết không vẫn vương buồn nhớ. Con hãy dâng mẹ những cánh hoa này, hoa đẹp chiều mến lòng thành con tiến dâng. Ave Maria, Ave
một đêm ra băng rao truyền nước cha và đã hiến mình cứu ta. Lần từ trên vai bước điêu linh chỉ vì yêu thương khắp nhân sinh, và ngày phục sinh để ta sống lại hợp chung mối tình. Mừng vui chứa chan bao vì thánh nhân được.
mẹ đỡ ngàn hoa xinh tươi thơm ngát.
trên đường bình an. Một tràng hoa đắm say lòng người, là hoa mân côi thơm ngát lừng nhân đức khôn ngời. Dạy con yêu thương khi ngắm nhìn đấng mang thập hình, vai gánh tôi tình cứu nhân trần thoát mọi nguy nan. Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, quý khách, quý cụ, ông bà, anh chị em rất thân mến. Hôm nay ngày đại lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta cùng quy tụ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta với lòng hiệp nhất yêu mến tôn kính Đức Mẹ và các thánh, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các thánh, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa cũng như xin Thiên Chúa ban bình an cho chúng ta. Với các ý nguyện chúng ta đã nghe ông quản rao đầu thánh lễ, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ngày càng trưởng thành hiệp nhất và yêu thương. Hiện diện trong thánh lễ chiều nay cùng với chúng ta có phái đoàn hành hương từ bên Trung Quốc, có 2 linh mục và 100 giáo dân, cũng như hôm nay có sự hiện diện của ban truyền thông Liên Giáo Hạt Bùi Chu và Phú Nhai, cũng như cũng nhiều quý khách ngoài giáo xứ hiện diện với chúng ta. Chúng ta đón chào các vị quý khách đã đến giúp đỡ và hiệp thông với chúng ta bằng một tràng pháo tay. Dâng thánh lễ chiều nay chúng ta gọi là thánh lễ kỳ yên, có nghĩa kỳ có nghĩa là cầu, yên có nghĩa là an, bình an. Xin ơn bình an cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo khu, giáo họ, mỗi công đoàn, mỗi hội đoàn và cả cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, giáo hội, quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Và dịp này cũng là ngày cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Thánh lễ hôm nay gồm tóm trong ý cầu nguyện của chúng ta, tất cả mọi người dân Kiên Lao, dù sống ở tại quê hương hay đang làm ăn bôn ba khắp nơi trên thế giới, trong lời cầu nguyện và xin ơn bình an của chúng ta dành cho họ. Chúng ta cũng không quên tu sĩ đã từng phục vụ cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cũng như những vị tiền nhân ân thân nhân của chúng ta đã qua đời. Xin Chúa đón nhận và ân thưởng quý vị ấy vào trong
vòng tay yêu thương của Đức Giêsu Kitô và sự bảo trợ của Mẹ Maria nơi thiên quốc. Hôm nay giáo xứ chúng ta cũng cách đặc biệt là tri ân các vị đã có công giúp đỡ, ủng hộ cũng như công đức trong dịp vừa qua. Đó là ông quý sứ Đa Minh Trịnh Đức Rinh họ Đức Bà, ông kiểm đạo Doa Kim Vũ Văn Thúy họ Doa Kim, ông trưởng Phao Lô Phạm Xuân Thủy họ Phao Lô, bà Maria Ngô Thị Tẹo họ Đức Bà, những người mới qua đời nhưng họ đã hiến thân phục vụ cũng như góp của góp sức để cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta có được như ngày hôm nay. Rồi chúng ta có thêm các cái ghế ngồi đấy, thì vừa rồi cũng có một vị ân nhân giấu tên dâng cho giáo xứ 10 triệu để mua được thêm 200 cái ghế. Nhưng những cái dịp như thế này chúng ta cần thêm nhiều ghế nữa, ai muốn dâng ghế đưa đến cho ban giám trường chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Tất cả những ý nguyện ấy cũng như tâm tình ấy chúng ta dâng lên nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các thánh. Hôm nay chúng ta đã theo chân các ngài trong cuộc rước cung nghinh đẹp đẽ, để xin Chúa nhận lời chúng ta cầu nguyện. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, như tôi giới thiệu đầu lễ, hôm nay ngày đại lễ Chúa Giêsu lên trời. Và đây là cùng đích, là sự viên mãn, không phải chỉ dành riêng cho Chúa Giêsu Kitô mà thôi, nhưng dành cho tất cả mọi chi thể của Ngài trong hội thánh. Và như bài đọc thứ hai trích thư của Thánh Phêrô Tông Đồ nói với chúng ta, sự viên mãn nơi Đức Giêsu Kitô và Đức Giêsu Kitô toàn thể, đó là hội thánh của Người. Và cũng như đầu lễ chúng ta đã có cái ý tưởng về sự hiệp thông trong hội thánh, không phải chỉ trên mảnh đất Kiên Lao của chúng ta mà thôi, không phải chỉ những người Kiên Lao ở khắp nơi trên thế giới, mà tất cả mọi nơi ở trên trời, dưới đất, cả trong nơi luyện ngục đều hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ long trọng với hiến tế của Chúa Giêsu Kitô trong ngày chúng ta mừng trọng thể Đức Giêsu Kitô lên trời vinh hiển. Và qua đó giáo hội mời gọi chúng ta hướng về trời cao, nơi Đức Giêsu Kitô hiển trị, nơi chúng ta có Thiên Chúa là Cha chúng ta, và nơi những người đi trước thân thương của chúng ta đang được hưởng hạnh phúc cùng với các thánh trong nhà Cha chúng ta, để chính chúng ta khi ngước mắt nhìn về trời cao, chúng ta cũng biết sửa soạn con đường để đến đạt được cùng đích ấy trong đời sống của chúng ta khi chúng ta kết thúc hành trình dương thế. Vì vậy, mừng đại lễ Chúa Giêsu lên trời không phải chúng ta chỉ mừng một mầu nhiệm, nhưng giáo hội muốn mời gọi chúng ta xây dựng một cuộc hành trình về nhà Cha chúng ta. Và như lời nguyện nhập lễ chúng ta đã nghe đọc, Chúa Giêsu đi trước mở đường, Ngài chính là con đường và Ngài mở đường cho chúng ta về nhà Cha chúng ta ở trên trời. Vì vậy, ngày đại lễ hôm nay vừa là lời mời gọi thứ nhất, giáo hội mời gọi chúng ta ngước về trời cao như lời ngắm thứ hai của mùa mừng chúng ta đọc. Đức Giêsu thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Những sự trên trời là những sự thần thiêng, thiêng liêng, những sự trường tồn, không phải là những thứ mau qua ở dưới mặt đất. Và điều thứ hai, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội cũng nhắc với chúng ta qua lời của các thiên thần nói với các tông đồ trong bài đọc thứ nhất trích sách Công vụ Tông đồ. Hỡi những người Galilê, sao cứ đứng đó ngước mãi về trời? Đức Kitô đã về trời,
và các ngươi sẽ thấy Ngài cũng sẽ đến cùng một thể thức ấy như các ngươi thấy Ngài đã lên trời. Vì vậy Chúa Giêsu lên trời không phải Ngài lìa xa chúng ta, nhưng Ngài lên trời Ngài lại đến để đưa chúng ta về với Ngài. Vì vậy để có thể được lên trời cùng với Đức Giêsu Kitô, chính chúng ta cũng phải chuẩn bị đời sống của chúng ta ở trên trần gian này, để qua đó chúng ta cũng xây dựng một hành trình, một nẻo đường về quê trời cùng với Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, lời Chúa ngày hôm nay là lời mời gọi cũng như thúc bách chúng ta xây dựng đời sống của chúng ta cho xứng với người danh nghĩa của người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Bài đọc thứ nhất nói với chúng ta là Chúa Giêsu mời gọi hẹn với các tông đồ ở trên một ngọn núi ở miền Galilê. Galilê là nơi đã khởi đầu hành trình ơn gọi của các tông đồ khi mà Chúa Giêsu gọi các môn đệ đi theo Ngài. Và giờ đây khi kết thúc cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu về trời, Ngài cũng hẹn các môn đệ trở về Galilê, nơi một ngọn núi cao, để các ông cách xa với những thực tại của đời sống vật chất thường ngày và sẵn sàng ngước về trời cao để cùng với Đức Giêsu Kitô hướng về nhà Cha và theo bước Chúa Giêsu Kitô tiến về nhà Cha ở trên trời. Rồi Chúa Giêsu cũng mời gọi các tông đồ không phải đi theo Ngài ngay lập tức đi lên trời cùng với Ngài, nhưng các ông phải trở lại với thực tại của giáo hội, của thế giới nơi trần gian. Và khi mà các ông có thể đạt được cái lý tưởng, cái đích điểm của đời sống của người môn đệ Chúa Kitô, thì các tông đồ cũng như chính chúng ta ngày hôm nay sẽ phải trải qua những thử thách, những gian lao. Hôm nay chúng ta cũng cung nghinh có rất là nhiều tượng Đức Mẹ, nhưng có một tượng Đức Mẹ rất là đẹp ở trước mặt chúng ta đây, Đức Mẹ Fatima. Rồi những cái lần hiện ra của Đức Mẹ ở Fatima, cũng như là những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức, rồi chính những lần hiện ra của Đức Mẹ ngay tại La Vang, cũng nhắc cho chúng ta cái cùng đích của đời sống của chúng ta. Không phải ở trần gian này, nhưng mà ở trên thiên đàng. Mẹ Maria nhắc với chúng ta, nhất là với những người được mẹ hiện ra như Benedetta ở Lộ Đức, hay là Lucia Jacinta và Jacinta ở Fatima, cũng như những giáo dân bị bách hại chạy lên La Vang ở Việt Nam, là mẹ không hứa cho chúng con khỏi phải đau khổ, nhưng mẹ hứa cho chúng con nước thiên đàng. Và để đạt được nước thiên đàng thì phải trải qua đau khổ. Chính Chúa Giêsu hôm nay vinh thăng thì Ngài cũng phải trải qua đau khổ thập giá mới đạt được hạnh phúc nước trời. Mẹ Maria cũng nói với Lucia, là cái em bé mà còn sống cho đến 90 mấy tuổi đấy, đến năm 2005 mới chết đấy, là mẹ không hứa cho chúng con, mẹ không hứa cho con sự sung sướng hạnh phúc ở trần gian, mẹ chỉ hứa cho con nước thiên đàng. Và mẹ muốn con ở lại để chịu nhiều đau khổ, nhưng mà làm chứng cho mẹ, cho Chúa Giêsu Kitô con của mẹ. Cũng vậy, Chúa Giêsu đấng lìa xa chúng ta, và Ngài không muốn chúng ta là được cất, được nhắc khỏi những đau khổ, những thử thách ở trần gian này. Nhưng trải qua những khó khăn, những đau khổ của thử thách ở trần gian này, chúng ta xây dựng con đường về với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Và để mà xây dựng cái nẻo đường, cái con đường về cùng đích của sự hoàn thiện nơi Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta được mời gọi trở về với những thực tại của trần gian, mắt ngưỡng về trời cao, lòng ái mộ những sự trên trời. Nhưng con người của chúng ta vẫn bước đi trên mặt đất, và chúng ta thực hiện những bổn phận của chúng ta trong đời sống ở trên trần gian của chúng ta. Và khi chu toàn những nghĩa vụ ở trên trần gian, là chúng ta đang xây dựng con đường hạnh phúc, ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta ở trên trời.
Có một cái bà giàu lắm, nhà chẳng thiếu thứ gì, con ăn đầy tớ trong nhà cũng vậy. Rồi xung quanh nhà bà cũng có nhiều người giàu giống như bà vậy. Bà sống sung sướng trong cảnh giàu có, đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì. Rồi thì một ngày kia bà chết. Bà chết thì bà đến trước tòa Thánh Phêrô. Thánh Phêrô mở sổ ra, thấy bà này thì cũng ở trên trần gian thì cũng giàu có, nhưng mà chẳng có đạo đức bao nhiêu, nhưng mà đại khái thì thôi thì cũng giữ luật Chúa, vì vậy thì thôi thì cũng đủ tiêu chuẩn để vớt được vào nước thiên đàng. Và thiên đàng vớt cũng sướng rồi, không? Vào thiên đàng thì sau khi bước qua cửa thiên đàng thì Thánh Phêrô giao cho một thiên thần để dẫn bà này đi về nhà của bà ấy ở trên thiên đàng. Đi qua cửa thiên đàng một khúc này, đến cái ngã ba đẹp lắm này, nơi gọi là bây giờ mình gọi là mặt tiền ấy. Có một ngôi nhà đẹp, chắc là đẹp như nhà ông Hiền bên kia kìa. Thế thiên thần mới giới thiệu, đây là nhà của người hàng xóm của bà. Hàng xóm cũng giàu có, thành ra thì thấy trên thiên đàng, chắc nhà giàu thì trên thiên đàng cũng có nhà to. Vậy bà này chắc mẩm nhà mình còn giàu hơn nhà nó cơ, chắc mình sẽ có ngôi nhà khớ hơn. Đi một khúc nữa, thấy ngôi nhà cũng rất là đẹp, giống như ngôi nhà ban nãy. Thiên thần giới thiệu, đây là cái ngôi nhà sẽ dành cho người giúp việc của bà. Cô ấy chưa chết, nhưng mà chúng tôi đã xây sẵn ngôi nhà, mai chết đây là rước về đấy. Này, chắc bẩm người giúp việc của mình thôi mà nhà như thế này, chắc chắn nhà mình còn ngon hơn. Đi một khúc nữa, đến cũng một khu đất cũng rất là đẹp. Rồi lại còn có vườn, rồi còn có hồ bơi, rồi còn có đủ thứ, mọi thứ tiện nghi như chúng ta thấy những cái ngôi biệt thự ngày nay. Thiên thần giới thiệu, đây là một cái người làm công cho bà, cái người nghèo bên cạnh, nhưng mà họ đến họ làm công cho bà, và họ cũng được chuẩn bị một ngôi nhà như thế này. Người giúp việc cho mình ngon rồi, người làm công cho mình cũng ngon, và hàng xóm cho mình cũng tương đối. Vì vậy chắc chắn, chắc cứ đi vào đường này là mình sẽ được một ngôi nhà sang trọng, tiện nghi, đẹp đẽ hơn nữa. Đến đi qua một đoạn đường dài, nó rẽ vào một cái ngã đường mòn nhỏ, xong rồi trong góc cái đường mà xó ở trong cái chỗ lùm cây ấy thì có một cái ngôi lều. Thế bà ấy bảo cái lều đấy cho ai? Dạ đấy thưa, đây là nhà của bà. Thất vọng. Hàng xóm nhà mình nó cũng giàu như mình mà sao nó có nhà to như thế kia? Khi đứa con ở của mình nó hầu mình mà nó nhà nó đẹp như vậy. Cái người làm công cho mình hàng ngày mình trả công cho họ mà sao họ có nhà xịn thế kia, mà sao mình thì lại cái nhà như thế này? Hỏi thiên thần thì sao vậy, nhà tôi xấu vậy? Thiên thần bảo, những người khác họ ở trần gian, hàng ngày họ gửi các vật liệu lên trên này cho chúng tôi để chúng tôi xây dựng ngôi nhà cho họ. Cái người hàng xóm giàu có bên nhà bà, họ cũng gửi những cái vật liệu hàng ngày lên qua những việc lành, những việc bác ái giúp cho những người nghèo khó, cô thế cô thân. Cái người làm công cho bà đấy, họ được một chút ít tiền bạc thôi, nhưng mà họ cũng chăm lo làm việc bác ái. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo, và họ làm cho bà trả họ một đồng, họ sử dụng hết có năm hào, còn lại năm hào họ gửi lên đây. Thành ra thì cái vật liệu của họ dồi dào, chúng tôi xây dựng thoải mái, thành ra nó đẹp. Còn bà lâu lắm bà mới gửi được một xu, thành ra thì góp mãi mới xây được cái, mua được ít cái lá cọ về làm được cái lều cho bà. Câu chuyện ấy người ta tưởng tượng ra không phải có thật, tôi cũng không có ý nói gì người giàu người nghèo gì phân biệt ở đây, nhưng mà muốn nói với chúng ta cái sứ điệp
của cái câu chuyện ấy dành cho chúng ta. Đó là những cái việc chúng ta làm ở trên trần gian này nó có giá trị để xây dựng hạnh phúc nước trời cho chúng ta. Vì vậy, lời mời gọi của Hội Thánh, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay thúc bách chúng ta hãy sống bổn phận của chúng ta ở trên trần gian này như một cách thế để chuẩn bị cho một ngày mai chúng ta được cất nhắc lên cùng với Đức Giêsu Kitô trong nhà Cha, trong tình yêu của Thiên Chúa muôn đời. Amen. Anh chị em tin Đức Kitô đang uy linh hiền trì cùng Chúa Cha, ước chi anh chị em cùng có thể vui mừng cam nghiệm được người đang ở cùng anh chị em mọi ngày cho đến tận thế như lời người đã ước. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Trước khi kết thúc thánh lễ thì cùng với ban giám chương cũng như cả cộng đoàn giáo xứ, tôi biểu dương tinh thần của anh chị em trong cuộc chuẩn bị cung nghinh Đức Mẹ, các thánh, Chúa Giêsu cũng như ngày lễ trọng đại hôm nay. Tất cả mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo họ, giáo khu chúng ta đã làm lên một buổi lễ cầu bình an rất là sốt sắng. Cảm ơn sự giúp đỡ của ban truyền thông, của ban sự phục vụ của các ban ngành, ban trống, ban kèn, ban ca đoàn, ban các hội hoa, ban âm thanh, điện máy, tất cả những người phục vụ, các chân kiệu. Rồi cảm ơn sự hiện diện của anh chị em quý khách, nhất là anh chị em phái đoàn của Trung Quốc. Cảm ơn quý cha hiện diện và cầu nguyện cho chúng ta, cùng với chúng ta. Xin anh chị em chúng ta chúc mừng và cảm ơn nhau bằng một tràng pháo tay. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái bao la, Mẹ là hòm bia giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại. Mẹ chứng thực lòng Chúa xót thương dưới trên thập giá. Mẹ hiệp thông cùng Con dấu yêu, đấng giàu lòng xót thương, đấng cứu độ thương.